đề nghị công an điều tra vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia tại Hà Giang. Sau Hà Giang, tiếp tục kiểm tra bất thường về điểm thi tại Sơn La, Lạng Sơn. Sửa chữa cầu, một công nhân rơi xuống sông tử vong. Bắt vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu 52 bánh heroin. Câu chuyện độc đáo hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện người biến gáo dừa thành nghệ thuật tại tỉnh Khánh Hòa. Kính chào quý khán giả của bản tin 18 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 7 năm 2018. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của bản tin 18 giờ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin tức mà bản tin 18 giờ vừa cập nhật. Sáng nay, ngày 17 tháng 7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô xảy ra tại trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đặt tại địa phương này. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, một chiếc xe tải chở thức ăn gia súc vừa vào trạm thu phí nói trên thì tông sập cabin thu phí. Sau khi tông cabin, chiếc xe tải tiếp tục đẩy một chiếc xe tải khác đang đậu trả phí lao phía trước. Đồng thời, một chiếc ô tô vừa ra khỏi trạm thu phí cũng bị xe tải tông mạnh, bị hư hỏng. Tại hiện trường, thanh chắn bảo vệ cabin và cabin trạm thu phí bị tông vỡ nát. Nhân viên thu phí may mắn thoát được tình huống nguy hiểm trong vụ tai nạn và chỉ bị xây xát nhẹ. Các xe bị hư hỏng nặng. Đến 21 giờ ngày 18 tháng 7, hai làn thu phí tại trạm vẫn tiếp tục bị phong tỏa để cơ quan chức năng giải quyết hiện trường. Do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lên, nên đến chiều ngày 18 tháng 7, chiếc xà lan chở cát bị chìm trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra trên kênh Tẻ, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng cùng ngày vẫn chưa được trục vớt. Theo thuyền viên của xà lan bị chìm, khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 7, trong khi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, nước tràn vào xà lan và gây chìm. Rất may ba người có mặt trên xà lan được một xà lan khác đi ngang qua cứu, đưa vào bờ. Thông tin ban đầu vào thời điểm nói trên, xà lan LA00627 tải trọng 473 tấn, chở 280 tấn cát lưu thông trên sông Sài Gòn và rẽ vào kênh Tẻ. Ngay khi xà lan vừa qua cầu Tân Thuận 2 khoảng 500 m thì va chạm với xà lan TG14527 tải trọng 743 tấn đang chở đá. Vụ tai nạn làm xà lan LA00627 bị thủng mạn bên phải và chìm. Trước đó, một vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 là một xà lan chở cát bị chìm trên sông Sài Gòn thuộc địa phận quận 2 sau khi va chạm với tàu chở container. Hàng chục hecta lúa vụ hè thu ở huyện Đầu Nguồn, An Phú, tỉnh An Giang đang bị ngập sâu nhiều ngày qua do nước lũ lên nhanh. Ngày 18 tháng 7, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Phú, An Giang cho biết, đến thời điểm này, còn 15 hecta lúa hè thu của hai xã Nhân Hội và Phú Hội bị nước ngập đến cổ bông. Nhiều nơi trũng, nước đã ngập sâu không thể dùng máy gặt lúa thu hoạch được. Nhiều nông dân thuê người thu hoạch lúa bằng tay với giá 500.000 đồng đến 600.000 đồng một công, nhưng vẫn không có người để thuê. Nguyên nhân chính dẫn đến nước ngập do nước lũ lên nhanh, thời tiết mưa bão liên tục, ước tính thiệt hại khoảng 15 đến 20 triệu đồng trên một hecta. Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang, toàn tỉnh có trên 2.000 hecta lúa đổ ngã do mưa bão, riêng khu vực huyện An Phú, lúa bị ngập tới cổ bông gây thiệt hại. Ông Mai Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú cho biết, địa phương sẽ cố gắng giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ, đồng thời yêu cầu lực lượng sớm giúp dân thu hoạch lúa bằng tay để hạn chế thiệt hại cho bà con. Tại cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 18 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đề nghị Công an tỉnh điều tra, xem xét các dấu hiệu hình sự để xử lý vụ gian lận có liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở tỉnh. Theo đó, chỉ đạo xử lý vụ việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã giao cho Công an tỉnh điều tra làm rõ những sai phạm. Cục An ninh Chính trị Nội bộ A83 Bộ Công an đã cử đại diện tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang trong những ngày qua. Theo kết quả kiểm tra rà soát đã công bố, sai phạm trong chấm thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Giang được đánh giá là vụ gian lận chưa từng có trong lịch sử các kỳ thi đã được tổ chức. Cụ thể, trong 330 bài thi bị sửa kết quả làm bài để nâng điểm, có những thí sinh tổng điểm được nâng lên đến gần 30 điểm. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại Hà Giang, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trưởng ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, cũng vừa quyết định thành lập tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh Sơn La và Lạng Sơn.
Sau những sai phạm liên quan đến điểm thi Trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Hà Giang, những thông tin nghi vấn có hiện tượng tiêu cực tiếp tục dấy lên tại Sơn La, Lạng Sơn. Sơn La là địa phương đứng cuối cùng cả nước về điểm trung bình thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trong khi đó, điểm giỏi môn toán và lý của địa phương này lại khá cao. Đối với môn toán, Sơn La có 30 thí sinh được điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,29% trong tổng số 10.252 thí sinh dự thi. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh có tổng thí sinh hơn 78.000, nhưng chỉ có 32, chiếm 0,04% thí sinh đạt từ 9 trở lên. Hà Nội cũng chỉ đạt 0,11%, Nam Định 0,07% và Nghệ An 0,09%. Riêng đối với tỉnh Lạng Sơn, không có nhiều bất thường nổi trội như Hà Giang và Sơn La. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện bảng điểm cao của các thí sinh tự do khiến dư luận hoài nghi. Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định thu hồi một loạt các dự án bất động sản chậm triển khai. Đây được xem là động thái cứng rắn của thành phố này nhằm chấn chỉnh tình trạng ngâm dự án của một số nhà đầu tư. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã họp dân để lấy ý kiến về chủ trương thu hồi hai dự án, gồm tòa tháp đuôi trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng tại số 84 Hùng Vương và dự án trung tâm phức hợp căn hộ cao cấp tại số 8 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu. Đây là hai dự án mà thành phố Đà Nẵng cấp đất cho nhà đầu tư cách đây 10 năm, nhưng tất cả vẫn dậm chân tại chỗ. Thành phố Đà Nẵng đang lên phương án quy hoạch các khu vực này thành bãi đỗ xe ngầm bên dưới, bên trên là công viên. Chính quyền Đà Nẵng cũng đang xem xét thu hồi một loạt các dự án bất động sản ven biển để xây dựng các công viên, bãi tắm công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Liên quan đến vụ nổ trạm biến áp trên đường Trung An, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, làm hai nhân viên điện lực Củ Chi bị bỏng nặng, khoa bỏng phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết, trong số hai nhân viên bị bỏng, có một người bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân Trần Quang Tính, 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng bỏng lửa dầu, diện tích khoảng 15%, độ 2, 1% độ 3, bỏng chủ yếu ở mặt, tay trái, hai chân. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Riêng bệnh nhân Nguyễn Minh Hải, 33 tuổi, cũng bị bỏng lửa dầu rất nặng. Theo các bác sĩ, lúc nhập viện thì huyết áp bệnh nhân không đo được. Bệnh nhân bị bỏng 87% độ 2, 3, 43% độ 3. Bệnh nhân ngoài bị bỏng toàn thân còn phải theo dõi đường hô hấp. Hiện tại bệnh nhân phải thở qua nội khí quản. Anh Hải chính là người đứng gần trạm biến áp khi bị phát nổ. Dầu cách điện trong trạm biến áp đã văng ra trúng người anh Hải làm người anh bốc cháy ngùn ngụt. Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại sông Vàm Thuột, đoạn qua cầu An Lộc, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân tử vong là anh Võ Văn Tấn, 19 tuổi, quê Bình Định. Anh Tấn đang làm việc trên giàn sắt ở mép dưới cầu An Lộc thì bị trượt chân rồi rơi xuống sông Vàm Thuột. Do trời có mưa, nước sông đang lên, nạn nhân lại không biết bơi nên nhanh chóng bị đuối nước. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn quận Gò Vấp đã có mặt và tìm thấy thi thể anh Tấn sau 20 phút. Đội điều tra tổng hợp công an quận Gò Vấp cũng tới lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng phòng chống ma túy Hà Tĩnh đã bắt quả tang 3 đối tượng người Lào đang vận chuyển khối lượng ma túy lớn trên xe ô tô. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 25 kg ma túy đá và 52 bánh heroin. Ba đối tượng bị bắt cùng tang vật gồm Cang Chay, 25 tuổi, trú tại bản Phôm Xã Nạm, Kẹo Vi Sẹt Chin Gia, 35 tuổi, trú tại bản Chôm Chen, Kêu Phôm Masane, 51 tuổi, trú bản Na Bông. Cả ba đối tượng này đều ở thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đại tá Võ Trọng Hải, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết, số ma túy nói trên được vận chuyển từ thị xã Thà Khẹt sang tiêu thụ tại Hà Tĩnh, Nghệ An. Đường dây này nằm trong chuyên án 478LV do Biên phòng Hà Tĩnh xác lập và triển khai đấu tranh suốt nhiều tháng qua. Chiều qua, Công an huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại cha ruột rồi dựng hiện trường giả. Đối tượng là Hồ Văn Nhật, 12 tuổi, ở thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà. Hồ Văn Nhật nghỉ học sớm và thường xuyên uống rượu. Nhật lấy trộm tài sản của gia đình đem bán để lấy tiền mua rượu uống. Bị cha là Hồ Văn Tiến la rầy nên bực mình. Tối ngày 17 tháng 7, trong lúc ông Tiến đang nằm ngủ trên giường, Nhật đã dùng con dao đâm vào cổ làm ông Tiến tử vong. Gây án xong, Nhật dựng hiện trường giả. Sau đó Nhật nằm ngủ bên cạnh thi thể nạn nhân suốt cả đêm. Rạng sáng hôm nay, ngày 19 tháng 7, một chiếc xe tải đã lật nhào khi lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực dốc Thiên Thu thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật nhào, trượt dài về trước. Tại hiện trường, có khoảng 10 mét giải phân cách bị hút văng khỏi vị trí. Chiếc xe tải nằm chắn toàn bộ làn ô tô, đầu xe hư hỏng. May mắn tài xế và phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có mặt điều tiết phân luồng giao thông.
do chiếc xe tải nằm chắn hết diện tích làm cho giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Tới sáng nay, hiện trường mới được di dời. Thưa quý vị, được mệnh danh là phù thủy gáo dừa, ông Nguyễn Văn Tiếu, 86 tuổi, ở phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, là người duy nhất tại tỉnh Khánh Hòa chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ những trái dừa khô. Những chiếc gáo dừa vô tri tưởng chừng như là bỏ đi, nhưng dưới bàn tay biến hóa của người nghệ nhân đã trở thành những sản phẩm mỹ nghệ hết sức độc đáo. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng đôi bàn tay của ông Tiếu còn khéo léo lắm. Hằng ngày ông Tiếu vẫn chăm chỉ, cần mẫn với công việc của mình. Và đây là thành quả dưới bàn tay ông Tiếu. Cái này phải đi sưu tầm ở những cái nơi mà người ta dừa, người ta để làm giống, người ta để trồng cây, thì mình mua cái dừa đó về mình mới để lâu rồi nó mới tiêu hết những cái cơm với cái nước, thì phải mấy tháng trời nó mới tiêu hết, thì bao nhiêu cái dầu ở trong đó, ở cơm nó mới thấm vào cái vỏ này, thấm vào cái vỏ thì cái vỏ nó mới bóng láng, nó mới đen. Để làm ra một sản phẩm là cả một quá trình rất công phu. Cái khó là từ một quả dừa, sọ dừa thô, người làm phải nhìn rồi định hình từng chi tiết xem phù hợp với vật gì, con gì trước khi làm, sau đó vẽ và thực hiện. Công việc đòi hỏi người thợ phải cẩn thận, kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Làm ra được một sản phẩm, ít nhất cũng mất một ngày. Với mong muốn giữ lại cái nghề cho đời, năm 2013, ông đã truyền nghề cho các em tại cơ sở máy ấm Anh Đào tại thị xã Ninh Hòa. Và những ai muốn học nghề, ông đều sẵn sàng chỉ dạy tận tình. Rất là mừng là bởi vì mình đã dạy được là 6 em làm được kết quả tốt đẹp. Mà bây giờ tôi cũng muốn ở chỗ nào mà có các em trẻ mồ côi học từ lớp 7 trở lên đó, thì tôi cũng sẵn sàng đến dạy cho các em để truyền lại cái nghề này, sau này các em nó có một cái nghề. Có một điều đặc biệt là ông Tiếu tự lên ý tưởng và thực hiện các công đoạn chế tác hoàn toàn bằng thủ công. Chính điều này đã giúp những sản phẩm từ gáo dừa của ông rất khác biệt. Rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, quán cà phê đã đặt ông làm các sản phẩm từ chén, tô, muỗng cho đến đồ trang trí mỹ nghệ. Hiện nay những sản phẩm của ông còn được du khách đến tận nơi tìm mua và mang đi nước ngoài. Quý vị thân mến, những sản phẩm thật độc đáo đúng không nào thưa quý vị? Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện, nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.